Hello, chào các bạn nha. Các bạn ơi, hãy trở lại kênh của CT Vlog. Hôm nay mình review cho các bạn coi cái thợ lắp máy nước các bạn nhé. Đây dùng bạn ông lắp máy nước này các bạn này. Mình thấy máy nước. Đây là cái đồng hồ nước các bạn nhé. Thấy họ lắp nó cũng đơn giản lắm các bạn. Tức là cái đường ống nước là nó có sẵn rồi. Bây giờ chỉ đào lên một cái hố nhỏ này thôi các bạn. Đào một cái hố nhỏ. Xong bắt đầu là chụp cái này vô. Đây, hai cái này chụp vào cái ống nước các bạn. Chụp xong vào ống nước. Cái tiện lợi nó là như vậy đấy các bạn, nó rất hay nha các bạn. Rồi bắt đầu bắt cái này vào, bắt vít xong tinh tươm. Cái ống này chắc nó là ống ống 120 của các bạn. Đây là cái vòi đây. Rồi, từ cái này nó sẽ đi lên cái đồng hồ, từ cái này nó sẽ đi lên cái đồng hồ các bạn nha. Bắt lên cái đồng hồ. Sau khi đó họ sẽ làm xong cái này xong cái, bắt xong cái này vào, bắt vít chặt xong tinh tươm, bắt đầu họ sẽ cho một cái mũi khoan vào đây các bạn này. Sẽ lấy một cái mũi khoan cắm vào đây, rồi khoan cái là nước bắt đầu chảy luôn các bạn nhé. Chảy cái đó luôn các bạn nhé. Tức là không phải như mấy ông thợ điện nước nhà mà cứ làm xong bắt đầu cắt, rồi bắt đầu khóa cái nọ, khóa cái kia. Đó, các bạn thấy hiện đại quá. Các bạn thấy hay không? Đây, cái này là cái mũi khoan nhé các bạn nhé. Cái này là cái mũi khoan để khoan cho nó ra nước nha các bạn nhé. Còn đây là cái đồng hồ nước các bạn nhé. Lắp một bộ lắp một cái đồng hồ nước cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ có một cái KT3 là có thể lắp được một cái đồng hồ nước rồi. Tất cả nó chỉ có đơn giản này thôi. Còn cái chỗ này sẽ đào một cái hố, dưới nó sẽ có một cái ống nước các bạn. Sẽ đào một cái hố đây. Đấy, đào một cái hố tới cái ống nước. Trong đó là sẽ bắt cái kia vào, xoáy chặt cái vít đi các bạn. Rất đơn giản. Xoáy chặt cái này vào cái là lấy cái mũi khoan kia các bạn. Đúng rồi, ta đứng đây mát lắm. Cho lên nhà em chưa có làm, để cho làm xong nước đi em mới đổ bê tông đấy. Đúng rồi. Ôi cái đất này dính dẻo tàu. Rất hay nha các bạn. Dẻo tàu. Lắp khoảng độ 30 phút là được hai máy nước rồi, hai nhà nước rồi. Rửa xong đấy kia. Bên lại lấy nước nữa. Đó, cái này rửa đi tí cho nó sạch cái ống. Sạch cái ống nước. Kia vào nữa là bắt đầu là khoan nước cho ngon lành rồi. Đến hàng 2 tuần thì xong hết. Đây là cái đó bạn nào đi đến đến chơi đó. Làm đâu nữa gan? Gan. Gan ơi. Gan. Mày làm đâu nữa? Thầy đủ mẹ được mà. Một lúc là hai đồng hồ luôn. Về cho Lam mày. Về chỗ đeo đúng rồi. Cái gì nước rồi đấy. Đấy, đấy, đấy à, khoan rồi. Giờ hội ông ấy siêu lắm. Đấy, nó không phải như hồi xưa nó khá là đấy. Chạy lại hồi ba đâu có chưa? Đấy là nó vặn ra là có rồi, nước rồi đó. Rồi, xong hai cái máy nước. Cái thứ hai là bây giờ siêu nhỉ? Không minh lắm. Đúng là con trai của ta. Thế là mai hai bà con mình bắt đầu là tiến hành. Thế là khoảng 30 phút là đã được hai cái đồng hồ điện. Đang mắt thẩm mỹ lắm này, lúc thì phải lắp ngang ra là video của mình cũng xin kết thúc tại đây các bạn nha. Bạn nào cảm thấy hay cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh để theo dõi đời sống hàng ngày, cuộc sống hàng ngày, chia sẻ những cái đơn giản nhất, cái nhỏ nhất các bạn nha. Rồi, CT Vlog xin kính chào các bạn nha, hẹn gặp lại các